Giám thị trại giam Xuân Lộc nói gì về Hải Bánh sau khi ra tù? Trưa ngày 27 tháng 1, Đại tá Thái Duy Hồng, giám thị trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết Nguyễn Tuấn Hải đã hết thời hạn chấp hành án và ra tù vào sáng nay. Thời gian thụ án, Hải rất ân hận về những tội ác mà bản thân đã gây ra và nhiều năm liền cải tạo tốt nên sớm được trở về cuộc sống bình thường. Theo một cán bộ trại giam Xuân Lộc từng chia sẻ, thời gian trong tù, Hải Bánh tham gia đóng góp rất nhiệt tình nhiều hoạt động biểu diễn, chương trình văn nghệ trong trại giam để cùng giúp các phạm nhân khác cải tạo tốt. Quay trở lại những năm 90-2000, thời Trương Văn Cam, tức Nam Cam và bà chủ Vũ Thị Hoàng Dung, tức Dung Hà, khét tiếng giang hồ ở thành phố Hồ Chí Minh về các hoạt động phi pháp cờ bạc, vay nặng lãi, bảo kê nhà hàng Vũ Trường. Lúc này Hải Bánh là đệ tử ruột của ông trùm Nam Cam. Khi mối quan hệ giữa ông trùm Nam Cam và bà Dung Hà đối đầu nhau, bà Dung Hà đã bị bắn chết, sau đó Nam Cam và các đồng phạm bị bắt giữ. Năm 2003, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên bản án hình sự lớn nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam đối với vụ án xét xử Trương Văn Cam, tức Nam Cam và đồng bọn. Tại phiên tòa, Nam Cam và 5 bị cáo khác bị tòa tuyên án tử hình. Trong vụ án giết Dung Hà, Nguyễn Tuấn Hải bị tòa tuyên chung thân về tội giết người với vai trò đồng phạm giúp sức cho kẻ chủ mưu Trương Văn Cam. Thời gian trong tù, Hải Bánh từng chia sẻ với báo chí, nhiều lúc nằm trong trại giam nghĩ lại tất cả những điều mà mình đã làm trước đây, mọi thứ cứ như cuốn phim hiển hiện trong đầu, tôi không thiếu một chi tiết nào. Những lúc như vậy, tôi không nghĩ ai có lỗi với mình mà chỉ thấy dần vặt sao mình lại làm như vậy. Họ cũng là con người mà mình lại chém lại giết. Ở trong này, cái quý giá nhất của một con người không phạm nhân nào có, đó là tự do. Vậy tại sao mình còn phải chà đạp lên nhau nữa để làm gì?